Để bán thủ công một số công đoạn trong sản xuất pháo hoa, trực tiếp là cho công đoạn bồi pháo, nhóm nghiên cứu trẻ thuộc nhà máy Z121 đã thiết kế chế tạo máy bồi quả pháo hoa và nghiên cứu chế thử công nghệ bồi quả pháo hoa trên máy thay thế bồi quả thủ công. Để bán thủ công một số công đoạn trong sản xuất pháo hoa, trực tiếp là cho công đoạn bồi pháo, thì các kỹ sư của nhà máy đã thiết kế chế tạo máy bồi quả pháo hoa và nghiên cứu chế thử công nghệ bồi quả pháo hoa trên máy thay thế cho bồi quả thủ công. Với phương pháp này, sẽ khắc phục các yếu điểm của bồi thủ công trước đây, như chất lượng giữa các lô sản phẩm không thật sự đồng đều, năng suất bồi quả chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng pháo hoa ngày càng tăng cao ở trong nước cũng như xuất khẩu. Với chiếc máy bồi này sẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương như bồi thủ công, nhưng lại hạn chế các sai sót do công nhân thao tác thủ công gây ra, đồng thời duy trì tính ổn định chất lượng giữa các lô sản phẩm khác nhau. Thao tác thì đơn giản, lại giảm sức lao động và thời gian chế tạo quả pháo hoa, đồng thời lại nâng cao năng suất bồi quả nói riêng, từ đó nâng cao năng suất dây chuyền sản xuất pháo hoa nói chung. Đây là quả pháo mà chúng tôi đã dùng máy để bồi. Cách đây khoảng 3 năm, 4 năm về trước là chúng tôi sử dụng bồi tay, bồi thủ công để sản xuất được 6.000 dàn một tháng. Chúng tôi cần 80 người bồi. Nhưng hiện nay nhờ có cải tiến kỹ thuật, chúng tôi đã sử dụng máy móc. Tôi chỉ cần sử dụng 10 người là chúng tôi đã đạt năng suất lao động. Máy bồi quả có thể bồi được nhiều cỡ quả từ 1,5 đến 8 inch, tương đương với cỡ bán cầu từ phi 33 đến phi 182 mm. Thao tác vận hành dễ dàng, không nặng nhọc, không độc hại. Máy cho năng suất bồi quả cao hơn so với bồi thủ công từ 3 đến 6 lần tùy theo cỡ quả pháo hoa. Và tổng giá trị làm lợi trung bình mỗi năm là gần 4,5 tỷ đồng. Dự kiến nhu cầu sử dụng sản phẩm trong những năm tới ngày càng lớn, nên hiệu quả kinh tế từ chiếc máy bồi này sẽ tiếp tục được nâng cao. Như các đồng chí vừa rồi đã tham quan, thì máy bên kia là máy bồi quả cỡ nhỏ từ 1,5 đến 3 inch. Máy được hoạt động tự động hoàn toàn. Chúng ta người công dân chỉ việc thao tác với việc là gá lắp quả, sau đó ấn nút là máy chạy tự động. Khi kết thúc chương trình, máy sẽ tự dừng và người công nhân lấy quả ra. Đối với những quả cỡ to hơn từ 3 đến 8 inch thì chúng tôi thiết kế máy để phục vụ cho những quả cỡ to hơn. Thì trên đây là máy chúng tôi thiết kế với quả cỡ từ 3 đến 12 inch. Với mỗi quả cỡ quả khác nhau thì người công nhân chọn chương trình điều khiển cho từng mà cơ quả. Thì sau quá trình nghiên cứu thì chúng tôi đã đưa ra được giải pháp là bồi hoàn toàn tự động trên chiếc máy đây. Máy được toàn bộ điều khiển bằng lập trình POC và màn hình HMI để có thể người công nhân thao tác, cài đặt và điều khiển một cách dễ dàng. Mấy năm trở lại đây, với việc đầu tư và đưa vào khai thác dây chuyền sản xuất pháo hoa mới trên cơ sở tích hợp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất pháo hoa của Nhật Bản và Pháp, khắc phục những hạn chế về công nghệ cũ, công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất pháo hoa mới sản xuất mỗi năm đạt 300.000 quả pháo hoa tầm cao, 25.000 dàn pháo hoa tầm thấp, 10.000 hộp pháo hoa hỏa thuật các loại, đáp ứng xuất khẩu và phục vụ đầy đủ nhu cầu sử dụng pháo hoa trong nước, mở ra một thời kỳ mới đầy triển vọng.